PTMart xin kính chào quý khách. Tức bừng khai trương giá sốc cơn lốc khuyến mãi. PTMart khai trương tại địa chỉ km 14 phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, mua hàng nhận ngay quà tặng giá trị, giảm giá trong tuần lễ khai trương với rất nhiều mặt hàng giá sốc. Siêu thị PTMart chúng tôi cung cấp rất nhiều mặt hàng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi gia đình, bao gồm hoa quả nhập khẩu chính ngạch đảm bảo chuẩn vệ sinh như nho xanh Mỹ, táo Envy, táo Gala, táo Queen, các mặt hàng tươi sống như ba chỉ bò Mỹ nhập khẩu, hải sản đông lạnh, rau củ quả đông lạnh, cùng rất nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, nước uống, sữa chua, sữa nước các loại, đồ chơi trẻ em, gạo sạch ST25 xuất khẩu, sản phẩm đồ khô như nấm hương, mộc nhĩ, các loại ô mai và rất nhiều đặc sản vùng miền. Đặc biệt, PTMart còn cung cấp các thực phẩm thực dưỡng như mắm chắt lâu năm, nước tương lâu năm, gạo lứt, các loại sốt, kho quẹt, cùng nhiều gia vị nguyên liệu hữu cơ. Chúng tôi luôn đề cao tiêu chí sạch, an toàn và tiện lợi. Tương bừng khai trương cơ sở đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang cùng vô vàn các chương trình khuyến mãi được giảm giá đặc biệt được áp dụng từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, khi quý khách mua hàng tại PTMart sẽ được tích điểm thẻ ưu đãi hoàn trả tiền mặt cho lần sau và thanh toán qua nhiều ngân hàng, ví điện tử. Quý khách hãy nhanh chân đến với PTMart để tham quan mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi. Chương trình khuyến mãi được áp dụng khi quý khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng. Hệ thống PTMart luôn hân hạnh được phục vụ quý khách. Cơ sở 1, số 55 Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, km 14, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. PTMart, giá rẻ cho mọi nhà. PTMart xin kính chào quý khách. Tức bừng khai trương giá sốc cơn lốc khuyến mãi. PTMart khai trương tại địa chỉ km 14 phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, mua hàng nhận ngay quà tặng giá trị, giảm giá trong tuần lễ khai trương với rất nhiều mặt hàng giá sốc. Siêu thị PTMart chúng tôi cung cấp rất nhiều mặt hàng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi gia đình, bao gồm hoa quả nhập khẩu chính ngạch đảm bảo chuẩn vệ sinh như nho xanh Mỹ, táo Envy, táo Gala, táo Queen, các mặt hàng tươi sống như ba chỉ bò Mỹ nhập khẩu, hải sản đông lạnh, rau củ quả đông lạnh, cùng rất nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, nước uống, sữa chua, sữa nước các loại, đồ chơi trẻ em, gạo sạch ST25 xuất khẩu, sản phẩm đồ khô như nấm hương, mộc nhĩ, các loại ô mai và rất nhiều đặc sản vùng miền. Đặc biệt, PTMart còn cung cấp các thực phẩm thực dưỡng như mắm chắt lâu năm, nước tương lâu năm, gạo lứt, các loại sốt, kho quẹt, cùng nhiều gia vị nguyên liệu hữu cơ. Chúng tôi luôn đề cao tiêu chí sạch, an toàn và tiện lợi. Tức bừng khai trương cơ sở đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang cùng vô vàn các chương trình khuyến mãi được giảm giá đặc biệt được áp dụng từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, khi quý khách mua hàng tại PTMart sẽ được tích điểm thẻ ưu đãi hoàn trả tiền mặt cho lần sau và thanh toán qua nhiều ngân hàng, ví điện tử. Quý khách hãy nhanh chân đến với PTMart để tham quan mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi. Chương trình khuyến mãi được áp dụng khi quý khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng. Hệ thống PTMart luôn hân hạnh được phục vụ quý khách. Cơ sở 1, số 55 Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, km 14, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. PTMart, giá rẻ cho mọi nhà.